Xin chào các bạn. Mình vừa mới làm 2 tập review các sản phẩm của nhà Flower Nose đây thôi. Thì hãng đã cho ra mắt thêm một bộ sưu tập mới nữa rồi. Trong 3 tháng vừa qua thì mình đã mua rất là nhiều sản phẩm của nhà Flower Nose, đâu đó vài chục sản phẩm mọi người. Cho nên lần này khi mà mình thấy cái bộ sưu tập mới, cái bao bì, cái vỏ của nó không phải là quá đẹp á, thì mình đã suy nghĩ là mình sẽ không mua bất kỳ sản phẩm nào nữa đâu, tại vì mình có quá nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn nhận được lời đề nghị review bộ sưu tập mới đến từ các bạn. Cho nên là nếu như các bạn đã yêu quý và ủng hộ kênh mình thì thôi, mình cũng không có gì để từ chối ha. Thì ở đây mình đã mua tổng cộng là 5 món của bộ sưu tập Midsummer Fairy Tales. Thì cùng mình bắt đầu review nha. Đây là tất cả các món mà mình đã mua. Thì đầu tiên là một bảng phấn mắt, vẫn là chất liệu như mọi khi. Tuy chỉ có 5 màu bên trong thôi nhưng mà hộp lần này khá là to. Mình thấy họa tiết trên vỏ nó cứ bị trống trống chứ không được đẹp như những bộ sưu tập trước. Và màu mình mua là màu số 2, hồng cam. Tiếp đến mình mua một sản phẩm mà Flower Nose chưa từng có trước đây, đó chính là bột lông mày. Có 3 tông tất cả ha, thì sẽ phù hợp cho nhiều màu tóc. Mình thì tóc đen cho nên là mình mua bảng số 2. Son bóng đang là hot trend cho nên mình cũng muốn trải nghiệm bộ son bóng mới lần này. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là vỏ son cầm nặng tay rất là đã luôn, giống như là một cái lọ sứ nhỏ xinh vậy. Màu mình mua là màu số 6. Hai món cuối cùng thì cũng là hai sản phẩm rất là lạ, đó chính là highlight dạng nước. Vỏ em này thì cũng tương tự như là em son lúc nãy ha, nó tròn tròn mượt mượt, nặng tay, cảm giác rất là xịn luôn. Gõ vào thì mình nghĩ chất liệu vẫn là bằng nhựa thôi, nhưng mà một cách nào đó thì nó rất là nặng và rất là cứng kép, cho nên nó làm mình liên tưởng đến chất liệu bằng sứ. Ở đây thì mình mua màu số 3 và số 4. Mua 5 món này thì mình nhận được một chiếc lược, hai chiếc gương và ba chiếc kẹp cùng bộ sưu tập. Lược thì siêu xinh luôn nha. Còn gương thì có hình trái tim. Về họa tiết thì mình không thích bằng những cái bộ sưu tập trước đâu, nhưng mà kiểu dáng thì mình thấy nó cũng khá là dễ thương. Chỉ tiếc là cả hai cái gương của mình thì đều bị trùng một màu xanh, chứ tổng cộng gương này thì có đến 3 màu lận. Còn kẹp tóc đợt này thì mình cũng không có thích lắm, tại vì cái họa tiết thì tuy rất là đẹp ha, nhưng mà nó tất cả các họa tiết đều chung một màu, thành ra là tổng thể cứ bị chìm sao ấy. Còn về chất lượng thì sao? Em phấn mắt có chất phấn rất là ok luôn, dễ bám, dễ tán, lên màu chuẩn. 4 cái màu không nhũ này mình đều rất là thích luôn. Chỉ tiếc là cái màu nhũ của bảng này thì nó lại không sáng mà nó cứ lờ mờ như thế nào ấy. Đây thì là nhũ của em Midsummer Fairy Tales. Còn đây sẽ là nhũ của em Little Angel. Rồi tới Rococo Strawberry và Moonlight Mermaid. Thì khác hẳn luôn đúng không mọi người? Mình không chắc là qua camera mọi người có thấy khác nhiều không, chứ ở ngoài mình thấy cực kỳ khác nha. Không phải là vì cái màu phấn đâu, mà là vì hạt nhũ thật sự nó không được sáng cho lắm. Nó tương tự với cái bảng phấn mắt của bộ sưu tập Swan Palette mà mình đã từng chê trước đó. Trong này sáng nhất thì mình sẽ thấy là của Little Angel, rồi đến Moonlight Mermaid, đến Rococo Strawberry. Còn cái em này thì thật sự là không hề sáng đâu nha. Cho nên là thật sự mình cũng không có recommend mọi người mua cái bảng này đâu. Mình nghĩ là các bạn bỏ tiền ra mua cái bảng Little Angel hoặc là Rococo Strawberry với lại Moonlight Mermaid thì nó sẽ xứng đáng hơn cái bảng này ha. Tuy là những cái màu không nhũ thì vẫn rất là đẹp, nhưng mà cái nhũ thì nó làm mình rất là thất vọng luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mà mình không nghĩ là mình sẽ thích một tí nào đâu, nhưng mà kết quả thì lại là mình vô cùng bất ngờ. Em này có bột nén cứng nên sẽ lấy ra được một lượng rất là vừa phải và tự nhiên. Bột dễ tán và tan đều khi apply lên lông mày. Có thể nói em này có chất lượng tương đương với cái bột Chanel mà mình đang dùng luôn. Rất rất là hài lòng, rất là vui vì mình đã mua được cái sản phẩm này. Đây thì cái màu mình đang dùng trên lông mày là cái màu của em này luôn ha mọi người. Thì thường là mình sẽ dùng cái màu ở giữa, có thể là hết lông mày luôn cũng được, hoặc là cái phần đậm mà mình làm cái phần đuôi cho nó được sắc nét hơn thì cũng đều ok hết nha. Thì khi mà mình mua cái bảng này mình nghĩ là bột lông mày của hãng nội địa Trung nó sẽ rất là mềm và nó sẽ bị vụn ra mọi người. Và khi mà mình apply lên thì nó sẽ bị kiểu như hơi lố hoặc là nó không có được bám tốt. Nhưng mà cái kết quả thì thật sự là mình bất ngờ nha. Nó ngang ngửa với cái em Chanel mà mình đang dùng luôn, cho nên là mình cảm thấy rất là hài lòng với em này. Rồi, hai cái sản phẩm tiếp theo thì hai cái em highlight mà dạng lỏng mọi người, thì đây là một cái câu chuyện dài để mà kể cho mọi người nghe luôn á. Mà để test màu cho mọi người xem trước cái đã. Thì cả hai em này đều là chất kem màu trắng, nhưng mà sẽ khác nhau ở cái màu của ánh nhũ. Số 3 thì được miêu tả là sự kết hợp của màu vàng, xanh lá và màu hoa hồng. Còn màu số 4 thì sẽ là màu hồng, tím nhạt và màu xanh min. Nhũ em này thì to và sáng lấp lánh, và một khi nó đã set lại thì không trôi và bám rất là tốt.
Trước đây mình đã từng dùng rất là nhiều cái dạng highlight mà dạng lỏng như thế này rồi, cho nên là đây là một cái sản phẩm không có quá xa lạ đối với mình ha mọi người. Chính vì vậy là ngay khi lần đầu tiên mà mình dùng cái em này á, mình đã kiểu hơi chủ quan á, mình không có test ra tay trước mà mình apply thẳng lên mặt luôn. Thì trong cái hình mà Flower Nose quảng cáo á, thì cái em này sẽ apply lên tất cả những cái khu vực highlight luôn. Cho nên là mình cũng bắt chước theo ha, thì mình có apply lên trên má nè, lên mũi, lên cằm, lên mắt một chút xíu, nói chung là rất là nhiều vị trí. Thì cái đầu tiên mà mình cảm nhận được đó chính là tất cả những cái nơi mà mình apply lên thì nó đều bị bể nền hết nha mọi người. Apply tới đâu là nền nó vỡ ra tới đó, rất là kinh khủng luôn. Và cái điều thứ hai, sau khi mà mình đã cố gắng mà mình fit mọi thứ nó ổn hơn một chút xíu rồi á, thì gương mặt mình lúc đó không khác gì Tôn Ngộ Không nha. Nguyên một ngày hôm đó mình đi làm mình đã bị rất là tự ti luôn. Lớp nền của mình không đẹp và cái mặt của mình nó kiểu nó bị lố quá mọi người. Mà đồng nghiệp của mình còn phải cười mình luôn á. Thì là một cái trải nghiệm mà rất là kinh khủng và rất là đáng nhớ. Thì sau đó khi mà mình bị những cái lỗi như vậy á, thì mình mới swatch em này ra tay và mình mới phát hiện ra á, là cái chất kem của em này nó hoàn toàn không có giống một cái loại highlight dạng lỏng nào đâu. Mà nó chính xác là cái chất của cái loại gọi là nhũ mắt mà dạng nước đó mọi người, nó y chang luôn. Có nghĩa là em này khi mà mọi người tán ra thì nó sẽ khô trong vòng khoảng 3 giây thôi. Nó set lại và nó sẽ không có chùi, không có di chuyển được nữa. Chứ nó không phải là cái dạng mà mềm mềm ẩm ẩm để chúng ta có thể tán trên nền đâu nha mọi người. Nó sẽ khô liền luôn ấy. Cho nên là theo mình, các bạn muốn sử dụng em này hiệu quả thì các bạn có thể sử dụng như là cái dạng nhũ mắt ha. Nó sẽ lấp lánh và nó sẽ khô rất là nhanh. Hoặc là các bạn có thể chấm nhưng mà tán nhanh tay nha, ở những cái vị trí mà đầu mũi ví dụ như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ nếu mà dùng để highlight gương mặt như là Flower Now quảng cáo thì thật sự chắc chắn luôn, một là bể nền, còn nếu có không bể nền mà thành công thì nhìn các bạn cũng rất là giống Tôn Ngộ Không luôn. Tại vì nhũ nó rất là lớn và nó rất là sáng, nó rất là lố luôn nha mọi người. Cho nên nếu như mà bạn nào make up giỏi rồi, cao tay rồi thì các bạn có thể mua những cái em này về trải nghiệm và kiểu như sáng tạo ra những cái make up look mà nó đặc biệt hơn ha. Còn những cái bạn mà mới biết make up thôi hoặc là make up không phải là quá giỏi á, thì đây thật sự là một cái sản phẩm nguy hiểm nha mọi người. Tuy là nó rất là đẹp, mình rất là đánh giá cao cái nhũ của nó luôn, rất là đẹp, bám rất là tốt luôn, nhưng mà dùng nó thì rất là khó, cho nên mọi người cẩn thận nha. Cuối cùng là son bóng. Em này thì mình cực kỳ hài lòng. Mình chọn một cái màu hồng sữa nhẹ nhàng xinh xinh thôi. Khi mà son xét vào môi thì sẽ như là có một cái lớp thạch căng mọng vậy đó. Ăn uống thì vẫn dây ra bình thường và cũng không có lớp tinh nha. Nhưng mà hiệu ứng và màu son thì thật sự rất là xinh luôn. Thì hôm nay mình cũng đang dùng cái màu son này trên môi. Và đó là tất cả cảm nhận của mình về những cái sản phẩm mà mình đã mua trong bộ sưu tập mới nhất của nhà Flower Now, Midsummer Fairy Tales. Thì không biết các bạn đã mua và sử dụng những cái sản phẩm này chưa? Thì nếu mà rồi á, thì hãy bình luận để chia sẻ cho mình biết cảm nhận của các bạn có giống như mình không nha. Và đặc biệt là nếu như mà bạn nào mà biết cách sử dụng cái em highlighter dạng nước này một cách hiệu quả thì nhớ chia sẻ với mình với. Và nếu mà các bạn thích video này thì cũng đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm thật là nhiều động lực và làm nhiều video nữa cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!